Xuân Hoàng xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xuân Hoàng Toyota. Hôm nay Hoàng lại tiếp tục giao chiếc xe Toyota Innova phiên bản E 2.0 số sàn máy xăng. Thì chiếc xe này thì hiện tại nó đang là lên cái phiên bản 2020 rồi. Còn đây thì đang là cái phiên bản của hôm trước. Thì Hoàng đây là chiếc xe gần như là cuối cùng ở Việt Nam, Hoàng sẽ giao nốt và sau đó nó sẽ nâng cấp lên phiên bản mới. Và khách hàng của Hoàng ngày hôm nay thì Hoàng cũng đã giới thiệu từ ban đầu rồi đấy. Khách hàng của Hoàng hôm nay mua xe chủ yếu là để đi lại công việc, gia đình, bạn bè. Sau khi một thời gian đắn đo thì khách hàng đã quyết định là chọn chiếc Innova E số sàn. Và khách hàng của Hoàng thì là một chủ doanh nghiệp rất là dễ mến. Chú ấy mở một cái nhà hàng gà, hai cái nhà hàng gà Mạnh Hoạch có địa chỉ là 283 Nguyễn Xiển. Thế thì quý vị nếu mà quý vị ở mạng đường Nguyễn Xiển hay ở bên chung cư Eco Green thì hãy ủng hộ cho quán gà của khách hàng của Hoàng nhé. Hoàng xin cảm ơn quý vị ạ. Và bây giờ thì Hoàng xin phép mời quý vị theo chân Hoàng để giao chiếc xe Innova về tới tay khách hàng của Hoàng. Xin mời. Thay mặt đại lý cháu chúc chú và gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe. Và chiếc xe này thì nó sẽ giúp chú là đạt được nhiều thành công, nhiều cái công việc mới nó thuận lợi hơn. Và cửa hàng chúc công ty đại lý là cứ mãi mãi phát triển này. Có những người như chú luôn luôn đồng hành với công ty. Vâng, rất cảm ơn chú. Vâng. Và vừa rồi Hoàng đã giao xong chiếc xe Toyota Innova 2.0e. Khách hàng Hoàng đã đi về rồi. Và Hoàng hy vọng rằng là khách hàng Hoàng sẽ sử dụng xe an toàn, hiệu quả và thành công. Và nếu quý vị muốn quan tâm hơn về xe Toyota, muốn lái thử xe, mua xe thì hãy đến với đại lý của Hoàng là Toyota Thanh Xuân, địa chỉ là 315 Trường Chinh, Hà Nội. Đại lý của Hoàng luôn luôn có những cái chiếc xe và màu xe với giá rất là hữu nghị, rất là tốt để dành cho quý vị mua ngay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh của Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại.